Sáng 14 tháng 6, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà NHT, ngụ thành phố Hà Tĩnh và ông LQC, ngụ huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk. Theo đó, vào ngày 11 và 12 tháng 6, bà T và ông C đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận với nội dung xuyên tạc bịa đặt về vụ việc tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk. Bước đầu tại cơ quan điều tra, cả hai người này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và bị phạt mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân quy định tại điểm D khoản 1 điều 101 nghị định 15/2020 NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Ngoài ra, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, đơn vị này cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông HXD, ngụ xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.